là trách nhiệm lương tâm của người làm báo chân chính. Thì sau này ông ấy cần có làm mấy thứ là tay cầm máy ảnh còn ghi nắng chiều, làm mấy thứ với các cái nơi là người dân ấy. Thì thực ra thì buổi chiều mới đúng là nắng rực lên, buổi sáng thì sương mù, nhưng mà ông phải ghi nắng chiều. Là nhà thơ nói thì ông ghi lại hình ảnh lịch sử, sự thật lịch sử. Chân lý rồi sẽ toàn thắng, tình anh còn mãi nồng thắm, đẹp thay tuổi xuân ta ca nô. Bài hát Tagano nhân chứng quả cảm được cố nhạc sĩ Phó Đức Phương viết năm 1979, vinh danh tinh thần quả cảm của một nhà báo chân chính, chấp nhận hy sinh để thế giới hiểu đúng về sự thật lịch sử trong cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc của người dân Việt Nam. Những hình ảnh tư liệu lịch sử về sự kiện năm 1979 cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền hình Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại. Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hải Dương, thứ tư ngày 17 tháng 2. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Trong buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Cẩm Giàng vào sáng nay ngày 17 tháng 2, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng nhấn mạnh tỉnh sẽ hỗ trợ tối đa, huyện Cẩm Giàng phải nỗ lực tập trung vào cuộc quyết liệt hơn nữa phòng chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lưu Văn Bản kiểm tra chống dịch tại thành phố Chí Linh và huyện Cẩm Giàng. Tập đoàn An Phát ủng hộ tỉnh Hải Dương 10 tỷ đồng phòng chống Covid-19. Người dân cần nắm rõ thông tin khi lưu thông qua các chốt kiểm dịch. Trong 2 ngày đầu thực hiện cách ly xã hội, vận chuyển nông sản và xuất khẩu cà rốt gặp nhiều khó khăn. Ghi nhận ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên các trường triển khai cho học sinh học trực tuyến để phòng chống dịch bệnh. Tỉnh sẽ hỗ trợ tối đa, huyện Cẩm Giàng phải nỗ lực tập trung vào cuộc quyết liệt hơn nữa phòng chống dịch bệnh theo phương châm 4 tại chỗ. Đây là ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng trong buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Cẩm Giàng vào sáng nay ngày 17 tháng 2. Cùng dự buổi làm việc có Phó Bí thư Tỉnh ủy Triệu Thế Hùng. Theo nhận định, Cẩm Giàng là mặt trận nóng bỏng nhất trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, do thời điểm hiện nay hàng ngày vẫn có các ca F0 và một số ca xuất hiện trong cộng đồng chưa xác định nguồn lây. Bên cạnh đó, ở một số thời điểm, một số nơi hệ thống chính trị và người dân trên địa bàn Cẩm Giàng chưa làm tốt công tác phòng chống dịch, còn tư tưởng chủ quan lơ là, các tổ COVID cộng đồng chưa hoạt động hiệu quả và vai trò còn mờ nhạt. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng nêu rõ, khoanh vùng, chặn được nguồn lây, xử lý dứt điểm ổ dịch ở Cẩm Giàng thì tỉnh Hải Dương cũng sẽ cơ bản khống chế được dịch. Bí thư Tỉnh ủy thẳng thắn phê bình hệ thống chính trị trên địa bàn huyện Cẩm Giàng trong những ngày vừa qua còn lúng túng, thực hiện phân công phân nhiệm cho các cá nhân chưa rõ, chính quyền và người dân một số nơi còn lơ là nên để xảy ra một số ca F0 trong cộng đồng. Phê bình Sở Y tế thực hiện xác định nguồn lây, lấy mẫu và trả kết quả còn chậm, gây khó khăn cho việc truy vết và dập dịch.